Đó. Musashi là Sasai, cả nhà thân mến, hiện tại A Báo đang có mặt ở trên cung đường đi vào bản Mã Tía Thiên Hương, cách thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là 6 km đường về nhà em Di. Bản Mã Tía hôm nay trời rất là đẹp nhỉ. Các anh chị có thể nhìn thấy là cái khung cảnh ở sau là mây bồng bềnh lãng đãng ở trên những đỉnh núi len lỏi ở trong vách đá đấy, chui ra đấy, chui ra đấy. Rồi. Cả nhà thân mến, đồng hành với APA hôm nay là có chị Hạnh, chị họ Ngô đấy. Họ Ngô cùng cùng họ với APA đấy. Rồi. Chị em ruột Ngô đây. Em ruột nốt. Đây là chị em ruột à? Em chị chuyên ăn ngô cho nên đến bây giờ là toàn họ Ngô Ngô. Luôn này, bà nội là họ Ngô. Chị cũng họ Ngô luôn. Bà nội họ Ngô. Bà nội họ Ngô, rồi rồi rồi. Chị là Ngô từ gốc Thanh Hóa nha. Gần Nghệ An chưa? Em Ngô gốc Nghệ An. Chị đây. Ngô Nghệ An với Ngô Thanh Hóa gần nhau. Đúng rồi. Ôi, và ở phía sau sau là có các chị nữa này. Chị ơi, cho em hỏi chị tên gì? Đang tán trai đây, xong cứ điện thoại rồi. Rồi có anh chàng rất là đẹp trai này. Việt Kiều à? Trai nhìn nhiều râu là đúng rồi. Rồi còn phía xa xa là còn mấy người nữa. Lên đây chào một cái nào, cả nhà nào. Cả nhà lên đây chụp một kiểu ảnh nào. Nào. Đang đi chơi cho nên không được up lên Zalo. Yên tâm, video này up báo sẽ không cho lên mạng đâu, cho lên YouTube thôi. Mà không phải để tháng sau đâu, ngày mai cho lên luôn rồi. Rồi, cả nhà vào đây làm một kiểu nào rồi. Đoạn này A Báo sẽ cắt đi, yên tâm. Rồi, A Báo sẽ không nói cho ai biết đâu. Rồi, yên tâm nhá, cả nhà nhá. Rồi. Điện thoại đâu, điện thoại chị Mai đâu. Rồi đây, iPhone 18 Pro luôn này. Đấy, iPhone 18 Pro, đấy. Đấy, anh nhà xính này. Đấy rồi, vẫn quay rồi. Nào sản xuất ra người nào. Cái nhà nào một. Nào 1, 2, 3 nào sản xuất ra người nào. 1, 2, 3 nào. Được chưa, được chưa. Rồi. Cả nhà thân mến, và bây giờ áp báo và các chị họ Ngô đấy sẽ trải nghiệm đi vào nhà MG. Đây, một cung đường rất là xa, có thể nói là một khung cảnh tuyệt vời. Ở đây thuộc vùng giáp biên và biên giới Trung Quốc ở kia. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy những đường rích rắc ở bản làng Thiên Hương, Mã Tía. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi lên xe và trải nghiệm đi vào nhà MG Musai. Rồi, rồi các anh chị lên đi. Không dê với bò gì đây. Rồi, cả nhà đi. Rồi. Thấp Mã đèo lượn vòng quanh co nơi đại ngàn đã xa, giữa núi rừng đường nào khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mưa tu say say lo say say hầu chứ hầu mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ thấm má đeo luôn vòng quanh co nơi đại ngàn đã xa giữa núi rừng
đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống. Vượt dốc đèo vượt gió ngang, thăm ngõ đèo nghiêng nghiêng núi, như dải lụa vắt ngang trời, vang tiếng khen bay trong gió, giữ chặt trời thăm ngõ đèo, nghe tiếng lòng bao lưu luyến, lời ước hẹn mùa xuân về. Thăm Mã Đèo lưng vòng quanh co nơi đại ngàn đã xăm, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống mẹ mẹ. Vượt sắc đèo vượt sông ngang, thấp mà đèo nghiêng nghiêng núi, như dải lụa vắt ngang trời, vang tiếng khen bay trong gió, giữ chặt trời thấp mà đèo, nghe tiếng lòng bao lưu luyến, lời ước hẹn mùa xuân về. Trăng hồng đang trôi, đã chiếu hình ảnh em trên đỉnh Mã Pì Lèng. Mây thả bóng sang em giữa tấm gương nhỏ quê. Em để hồng trong đó những trầm tĩnh trổ hoa, vượt gành đá vực sâu, dòng nho quế thẳm sâu, mùi hương tam giác mạch hồng xanh, dấu hương em trong mù, anh về cao nguyên đá, ôm na dám tìm em.
Việt trung núi đèo cao, tìm em giữa chờ phiên. Diều hương tam giác mạch nồng say. Có thương nhau anh về nơi miền cao nguyên đá, em hoa đã chờ ai. Chiếu hình anh em trên đỉnh Mã Pì Lèng, mây thả bóng dáng em giữa tấm gương nhỏ quê. Em để hồng trong đá những trầm tích trổ hoa, vượt gành đá vực sâu dòng nho quê thăm sâu. Mùi hương tam giác mạch, tam giác mạch hồng xanh, dấu hương em trong mù. Anh về cao nguyên đá ôm đã xóm tìm em. Việt trung núi đèo cao, tìm em giữa chờ phiên. Diều hương tam giác mạch nồng xanh. Có thương nhau anh về nơi miền cao nguyên đá, em hoa đã chờ ai. Về miền đó tìm em, về miền đó tìm em. Hai dòng thời gian ngược, anh về cao nguyên đá ôm đã xóm tìm em. Nơi miền cao nguyên đá em hoa đã chờ ai. Nơi miền cao nguyên đá em hoa đã.
À, cả nhà thân mến, hiện tại A Páo và các anh chị họ Ngô, các chị họ Ngô đã có mặt ở quần thể cây đa Thiên Hương. Ở đây thì như A Páo trước đã nói là quần thể cây đa Thiên Hương là có hơn 500 năm, hơn 500 năm tuổi. Đấy, cả nhà nhé. Một không gian rất là đẹp. Đấy. Trải qua cung đường rất là ngoằn ngoèo hiểm trở của quý đoàn đến từ các chị họ Ngô đã có mặt tại điểm check-in là quần thể cây đa Thiên Hương. Vâng, ô tô của các anh chị đã đi vào hẳn ở trong phía không gian ở trong quần thể cây đa Thiên Hương. Một khung cảnh tuyệt đẹp, một khung cảnh mà không nơi nào có được, đó là quần thể cây đa Thiên Hương. Đây là một trong những cây di sản đẹp nhất Đông Nam Á. Đây, cả nhà có thể thấy là được cái khung cảnh mà thơ mộng mà mọi người là đang đi dạo chơi ở trong bản Má Tiền Thiên Hương. Thì hôm nay là A Páo đưa quý vị và cả nhà và các chị họ Ngô là vào để thăm Di, cũng như là muốn có một món quà gửi tới Di. À, chị Mai ơi, chị ơi, chị ơi, Di đây rồi. Đây. Chào con. Rồi, đây, Di đây rồi cả nhà ơi. Đây, Di đang đi lang thang ở bản này. Đây, chị ơi, đây. Thầy lâu rồi. À, rồi. Cả nhà ơi, Di đây rồi, đây. Đó, chị ơi, thấy chưa? Đấy, Di tự đến nhá. Đây, không hẹn hò gì nhá. Đấy. Di là ở trên kia nghe tiếng của thầy. À, thế à? Đấy. Con đấy. 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 Các cô, các chú. À, đấy. Con tự giới thiệu nào. Con là Di. Con tên là Di. Nào. Cô tên là Di. À, bao nhiêu tuổi? 14. 14 tuổi. À, năm nay 14 tuổi rồi. Đấy, Di bây giờ đã lớn rồi cả nhà nhá. Đấy. À, Di ơi, con ra ngồi ở ghế đi. Ngồi ghế đi. Rồi. À, ngồi ghế đi. Rồi. Vậy là không xuống nhà nữa nhỉ? Ngồi đây thôi. May mắn là được gặp Di tại đây cả nhà. Ơi, từ từ chúng ta không chen nhá. Nào, giơ tay lên lấy nào. Nhưng mà đúng rồi, rồi được rồi, sẽ chia lần lượt mỗi người một cái nhá. Chen ai mà chen lên là không lấy đâu, cô sẽ đi ra phía sau nghe chưa? Cô sẽ đi ra phía sau. Rồi. Đây của con, à bạn này là mới ra này. Bạn này là mới ra này. U chen rồi, chen là cô chạy đây này, cô không đi đâu này. Cô không chia đâu này. Nhá. Các con cứ bình tĩnh nhá. Đây của con đây. Con ra sau nhá. Ra sau là cô biết những bạn nào ra sau. Rồi, cô nhìn thấy rồi. Yêu chưa, cảm ơn chưa? Con cảm ơn cô, con xin cô à. Cảm ơn cô chưa? Này, chúng mình nói nào. Con cảm ơn cô. Cảm ơn các cô chú. Nói to nào. Con cảm ơn các cô chú đã chia quà cho chúng con. Vỗ tay thật to. Bây giờ tay làm gì còn vỗ tay. Giơ tay chào à. Giơ tay vẫy chào nào. Để chụp ảnh nào. Ê. Rồi. À, đâu rồi, đâu rồi. Đây là bạn này mới ra này. Đây mới ra này. Dạ. Ừ, yêu lắm, thương lắm. Đây bánh đây. Nó khôn ghê. Đây con. Vẫn còn để chia nhá, từ từ. Bé xíu mà giơ tay cao cực mà. Nho nho nhanh cực luôn. Đây này, trong túi của mình còn đấy nè. Đấy, em bé đây này, chạy vội vàng, chị dắt ra mà thở hổn hển chứ. Ôi, thương quá. Thương quá. Nào, nữa nè. Đấy, một vòng nữa nha. Ai có rồi hạ tay xuống nha. Một vòng nữa này hết nha. Ô, đây này, bạn mới đây này. Con cảm ơn cô chưa? Ừ đấy, nói giỏi mà. Cảm ơn cô. Ừ. Cô cảm ơn các con nhá. Các con đã ra đây chơi nhá.
Các con về nhà ngoan ngoãn này, nghe lời bố mẹ này, chăm học nhé, con đi học không? À thế ra đây cô sẽ ngồi ra cái ghế đông nhất, cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện, có thích không? Đó, đi nào, đi ra đây cô hát cho chúng mình nghe bài nhá. Nào, đi ra ngồi chỗ ghế này này. Cái ghế này nó đông ngồi được nhiều. Đấy. Nào, ngồi hết vào. Ngồi hết vào ghế đi, ngồi vào đây, ngồi cả vào đây. Ngồi sát vào nhau cho nó được nhiều. Ngồi sát vào nhau. À, chúng ta thích nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ không? Ở nhà chúng mình có đi chơi một mình không? Nhưng mà chúng mình đã hỏi bố mẹ đi chơi chưa? À, khi nào đi chơi các con phải hỏi bố mẹ nhá. Bố mẹ dặn các con phải nghe, không thì các con lại bị lạc đường đấy, nhớ chưa? Có ai bị lạc đường bao giờ không? Thế à? Thế bây giờ chúng mình cười thật xinh nhá, như thế này để các cô chú chụp cái ảnh nào, đâu tay đâu? Tay đẹp đâu? Nào, yeah, cười thật xinh nào. Chào nào, chào. Vỗ tay nào, vỗ tay nào. Vỗ tay. Rồi, bây giờ trước tiên cô, trước khi kể chuyện này, cô cùng các con hát một bài nhá. Hay là nghe kể chuyện. Đấy, nghe anh thổi sáo đấy. Thế chúng mình cứ nghe chuyện nhá. Cô bé quàng khăn đỏ. Ngày xưa ngày xưa, có một cô bé hay quàng khăn đỏ, nên người ta gọi cô là cô bé choàng khăn đỏ. Một hôm mẹ cô bảo cô là con mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi mẹ cô dặn, con đi phải đi đường thẳng, không đi đường vòng qua rừng mà có chó sói ăn thịt các con đấy. Các con đã bao giờ gặp chó sói chưa? Thế là cô bé quàng khăn đỏ đi, nhưng mà cô lại thích đi đường vòng qua rừng, vì đường vòng qua rừng có nhiều hoa và nhiều bướm cô thích hơn. Đi đến giữa rừng cô gặp con sói quát hỏi: "Này, cô bé đi đâu đấy?" Cô bé bảo: "Ôi, tôi đi đến nhà bà ngoại tôi." Sói quát hỏi: "Nhà bà ngoại cô ở đâu?" "Nhà bà ngoại tôi ở bên kia khu rừng ấy, cái nhà có ống khói cao cao, cứ đẩy cửa là vào được ngay." Thế là con chó sói không nói gì, nó chạy một mạch tới nhà bà ngoại, nó đẩy cửa bước vào, nuốt chửng bà ngoại vào bụng. Sợ quá, cô bé quàng khăn đỏ đi tới nơi, con chó sói nằm lên giường đắp chăn giả vờ làm bà ngoại ốm. Cô bé quàng khăn đỏ không biết gì cả. Cô bảo: "Bà ơi, bà ốm đã lâu chưa?" Con chó sói không trả lời, nó chỉ rên: "Gừ, gừ." "Bà ơi, mẹ cháu bảo cháu mang bánh sang biếu bà." "Ồ, bà cảm ơn cháu, cháu của bà ngoan quá." Cô bé quàng khăn đỏ bảo: "Bà ơi, nhưng sao hôm nay cái tai của bà dài thế?" Con chó sói bảo: "Tai của bà dài để bà nghe cháu nói cho rõ." "Nhưng bà ơi, sao hôm nay cái miệng của bà to thế?" "Miệng của bà to để bà ăn thịt cháu đấy." Con chó sói nhảy chồm lên, định nuốt chửng cả cô bé quàng khăn đỏ vào bụng. May quá, có bác thợ săn thấy cô bé quàng khăn đỏ kêu ầm lên, thế là chạy vào, đẩy cửa và đánh con chó sói ngã lăn ra đất. Thế là cô bé quàng khăn đỏ mới lấy con dao, bảo bác thợ săn mổ bụng con sói ra. Thế là bà ngoại nuốt chưa kịp nhai vẫn còn sống đấy. Đấy, thế là bà ngoại không bị chết. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Trang pháo tay thật to nào. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe nhá. Ồ, chúng mình nghe có hiểu không? À, hiểu à, giỏi thế nhỉ. Thế câu chuyện gì đấy, câu chuyện gì đấy? À đây, bóc cho. Đâu sao? Ôi, thế ai vừa ra nhỉ? Con đúng không? Con vừa đi ra đúng không? Đây bánh của con đây. Đấy. Bạn này mới bạn kia đúng không? Này, đây bánh con đây. Ừ.
Nhà chúng mình có nuôi con mèo không? Không à? Thế con mèo nó kêu như nào chúng mình biết không? Mèo. Mèo. À, nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo, mắt vờn như tay mua, ai cũng yêu chú mèo. Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo, đuôi vờn như tay mua, ai cũng yêu chú mèo. Đấy. Nhà em có con gà trống, mèo con và cun con, gà trống gây ó ó ó ó ó nào, ó ó. Mèo con luôn rình bắt chuột, mèo mèo. Cun con chăm lo quét nhà, gâu gâu. Nhà em có con gà trống, mèo con và cun con, giỏi quá. Gà trống gây ó ó ó ó. Ông mặt trời dậy rồi đấy, gà trống gáy để ông mặt trời dậy này. Mèo con luôn rình bắt chuột, mèo mèo. Cun con chăm lo quét nhà, gâu gâu. Ờ, giỏi quá anh ơi. À, cả nhà thân mến, hiện tại A Báo và các chị họ Ngô và một số anh em bạn bè của chị Mai Hạnh đến từ thủ đô Hà Nội, nhưng mà cùng họ Ngô với A Báo. A Báo là Ngô Sĩ Ngọc, nghệ danh A Báo. Thì hôm nay rất là vui là các chị đến với bản làng Thiên Hương, đến với mảnh đất nơi biên cương, nơi địa đầu của Tổ quốc, nơi giáp ranh với biên giới Trung Quốc luôn. Hôm nay là về thăm MG. Và hôm nay là vô tình là khi mà vào đây thì không hẹn hò hay là không hẹn ước hay là không hỏi gọi trước cho mẹ Di và không gọi trước cho Di. Thì Di nghe tiếng tiếng nói của thầy cũng như là mọi người ở đây thì Di đã tự tìm đến. Đây, Di đang ở đây này. Đấy, rất là phong độ đẹp trai nhỉ. Đấy, Di chào các cô các chú đây nào. Di chào các cô các chú. Đấy, rồi. Thì hôm nay là rất là vui. Thì là chị Mai Hạnh là có một món quà rất là đặc biệt, là có một chiếc sáo rất là thân thương tặng con. Nhưng mà chiếc sáo này thì là do nghệ nhân ở trong bản làm. Thì là đây là hôm nay là gọi là chương trình đặc biệt, là chị Mai Mai Hạnh đi tận gọi là như con gọi là bằng cô. Con gọi bằng cô Hạnh. Đấy. Đây chị tặng chiếc sáo nào thì chị có thể nâng lên. Đấy. Ở đây thì có chiếc sáo mà A Báo đã nhờ nghệ nhân. Đấy, nhờ nghệ nhân làm cho. Đây là chiếc sáo rất là đẹp. Đây là đê bằng trúc đen cả nhà nhé. Đấy. Các cô, xin các cô. Đấy, rồi. Đây là chị làm một... Đấy, đây, chị trao đi. Hôm nay là đoàn Hà Nội. Nhân chuyến đi thăm Hà Giang đầu xuân năm 2023, đoàn của cô tặng Di một cái cây sáo mà đúng theo tiêu chuẩn của thầy A Pháo đặt, để cho hợp nhất với cả Di. Và xin chúc Di là có cây sáo mới này thổi càng ngày càng hay, thật là quyến rũ và lên màn hình thật nhiều để cho các bạn khác được học hỏi nhá. Chúc Di mạnh khỏe nhá. Nào, Di cầm đi. Con cảm ơn cô. Cảm ơn các cô. Tí nữa Di sẽ dùng cây sáo mới này thổi tặng cho các cô nhá. Cảm ơn các cô. Các cô, các cô, các chú. Cảm ơn các cô, các chú. Một tràng vỗ tay, một tràng vỗ tay. Và với cái món quà tinh thần, với cả vật chất thì cũng không biết nói gì hơn nữa. A Báo xin được cảm ơn tấm lòng của chị Mai Hạnh và các anh chị trong quý đoàn đã gửi tặng cho Di một chiếc sáo rất là đặc biệt. Và nhân đây thì con sẽ tự thổi một bản sáo mà thời gian qua thì thầy đã dạy cho con, và bây giờ con có thể tặng cả nhà bản sáo là bản tình ca trên núi để tặng cho các anh chị. Đây là bản sáo nói về câu chuyện của chàng trai miền xuôi lên vùng cao công tác và thương một cô gái miền sơn cước và ở lại và lập nghiệp, và từ đó là thành đôi thành lứa. Và con thổi cho các cô các chú nghe nhé. Rồi, cả nhà vỗ tay nào. Đấy, tặng một tràng vỗ tay.
thổi sáo mới nhá. Thùng bay gì thầy ơi? Bản tình ca trên núi. Còn cái này thầy sẽ kiểm tra sau. Ok ok. Rồi Di tặng cả nhà nha. Rồi. À, bây giờ cả nhà cùng nghe. Sáo rất là tốt rồi, cơ bản về nhịp này và về cả tâm hồn mà trong đó chưa có nhiều hồn để thổi, có nhiều hồn để gửi gắm. Để Di ơi, các bạn này, bây giờ con cầm chiếc sáo này, con thổi tặng các cô, các chú, các bác, các anh một bản sáo nào mà con yêu thích nhất. Vâng. Rồi, con cứ thổi đi. Rồi. Mông. Xuân về trên bản Mông. Vâng. Đúng chưa? Đúng. Hay quá. Rất là hay. Con thổi cái sáo này cô thấy thích không? Cô thấy dễ không? Dễ. À dễ à? Vâng. Thế là được. Cả nhà thân mến, và chương trình tặng trao quà của chị Mai Hạnh xin phép được khép lại ở đây. Thì cả nhà cùng chụp một kiểu ảnh chứ không? Rồi rồi, Di ơi. Con ngồi con cạnh ngồi bên này này. Rồi. Anh ngồi cạnh bên này. Thầy ngồi. À, rồi rồi. Đấy thì Hiền ơi, Hiền gọi cho bạn kia. Có ai ngồi bên này không? Có ai thôi. Mọi người cả nhà vào đây chụp một kiểu ảnh nhá. Cả nhà, các chị vào đây chụp một kiểu ảnh. Huệ đâu rồi? Huệ ơi. Đấy, chị cứ đứng ở đây. Rồi chị đứng đây. Rồi. Được, không biết ngày đâu. Không biết. Làm gì có ngày nào, fan ngày nào thì biết ngày đây. Rồi, cả nhà vào đi, cả nhà vào đi. Con ngồi nhô lên, ngồi nhô lên. Anh Xính ơi, chụp ảnh cho cả nhà nào. Nào, 2, 3, 2, anh nhà Xính ơi. Rồi, cả nhà chụp ảnh nhá, cả nhà chụp ảnh nhá nào. Nào cả nhà nào, 1, 2, 3, like nào cả nhà nào. 1, 2, 3, nào. 1, 2, 3, nào. Được chưa? Rồi. Cả nhà thân mến, chương trình vào thăm nhà Di xin phép được tạm dừng ở đây. Và bây giờ A Báo sẽ đưa các anh các chị sẽ trải nghiệm đi xung quanh quần thể cây đa thiên hương để các anh chị được chụp cho mình những tấm ảnh hay nhất. A Báo và Di và chị, các chị họ Ngô xin phép chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Mù sa sa la sa sa, chào cả nhà. Rồi đi chị ơi. Chị gửi em cái này. Cả nhà đây là anh sò chỉ có ba vợ thôi, em cũng sẽ cố gắng được như anh nhưng mà không biết là khi nào mới được như anh. Đây là anh sò, anh có mang khen không? Anh có thể mang ra đây thổi tặng các bác, các cô, các chú.
Đấy. Rồi tí nữa các cô, các chú, các bác, các anh, các chị sẽ có lì xì cho anh. À, anh về lấy khen nhá. Rồi rồi. Để anh Sò về lấy khen đã. Ôi cả nhà ơi, bây giờ là anh Sò sẽ gửi tới quý đoàn các chị họ Ngô và mọi người những bản khen hay nhất ở cao nguyên đá. Rồi. Anh có thể ra ở gốc cây đa để em quay cho anh. Đấy. Rồi. Đoàn mình ra đi cả nhà ơi. Để xem anh Sò sẽ biểu diễn những bản khen hay nhất vùng cao như thế nào. Thank you.
Ơi cả nhà chụp kiểu ảnh nào. 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. Rồi bây giờ nhá, bây giờ mọi người từ từ nhá. Đấy, máy quay đang đến này. Rồi, đấy. Đấy vợ của anh Sò đấy. Đấy vợ đấy. Có 3 vợ mà. Vợ mấy? Vợ 2 hay vợ 3 gì em không nhớ. Hay không? Anh Sinh ơi, anh đứng đấy sau tí nữa máy bay đang ở trên đấy. Nào cả nhà chụp ảnh nào, 1 2 3 nào. Nào cả nhà nào, 1 2 3 nào. Bây giờ sẽ quay video nhá, xin chào nhá. Xin chào nhá. Từ từ sẽ cho máy đến, từ từ. Đến đã, rồi. Rồi, rồi. Anh A Chính ngồi im không có bị mất đầu nhá, mất tóc nhá. Nào cả nhà vẫy tay chào nào, chào Thiên Hương nào. 1 2 3 nào, vẫy tay nào. Cả nhà vẫy tay chào nào. Đấy, xin chào, chào cả nhà. Chào Hà Giang. Đấy. Các bạn đến với quê hương chúng tôi. Đấy, rất đẹp. Đến quê hương chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đến chúng tôi Thiên Hương thật nhiều. Các bạn chúng tôi thật nhiều. Cảm ơn các con. Các bạn đến quê hương Thiên Hương chúng tôi tuyệt đẹp. Nhá, đoán lại nè. Dài quá. À, dài quá. Các bạn đến Thiên Hương tuyệt đẹp của chúng tôi nhá. À, các bạn hãy đến với Thiên Hương tuyệt đẹp là được. 2 3 các bạn đến với Thiên Hương tuyệt đẹp. Xin chào. Rồi xong rồi, cả nhà đi trải nghiệm, đi loanh quanh đây đi, để em hạ máy xuống. Rồi cả nhà, và bây giờ cả nhà cùng áp áo đi trải nghiệm, đi vào quần thể cây đa Thiên Hương để ngắm tổng thể những cây đa có niên đại là hơn 500 năm. Rồi. Rồi em lấy rồi. Ôi cả nhà cùng áp áo đi trải nghiệm nào, mua sai. Ôi cả nhà đây, khung cảnh của quần thể cây đa Thiên Hương này. Rất là đẹp này. Đấy, rất thơ mộng luôn này. Đấy, cả nhà có thể thấy là những cây đa mà có niên đại là hơn 500 năm. Đấy, những cây đa hùng vĩ chưa? Đây có thể nói là với những quần thể cây đa như thế này ở Đông Nam Á chỉ có cao nguyên đá Hà Giang mới có thôi cả nhà nhé. Những cây đa cổ thụ nó to bằng một cái tòa nhà. Đấy. Đấy khoảng tầm 15 đến 20 người ôm. Đấy các anh chị ơi, 15 đến 20 người ôm cái khung cảnh này. Cái những cái gốc đa cổ thụ to này các anh chị có thể đến để ngắm xem là mình so với cây đa thì mình bao nhiêu phần trăm ở đây. Quá nhỏ bé đúng không? Ở nhà đây, hai chị còn vào đây để chụp ảnh nữa nhưng mà mình như tí hon luôn cả nhà. Ba chị cũng không được một góc của không được một góc của cây đa đây. Nếu mà chị mà to bằng một góc nữa thì thì chị không phải tập gym nữa phải không? Đây cả nhà, cây đa rất to này. Cả nhà, cây đa này thì khoảng tầm 30 người ôm. Đấy. 30 người ôm, có khả năng là còn phải 50 người ôm cũng nên. Đấy, rất to. Đấy. Cây nào lão nhất ở đây? Cây này là em với chị đang đứng là cây to nhất đấy chị ơi. Em nghĩ là cũng chưa to, nhưng em nghĩ là mình phải đi hết thì mới biết là cây nào to. Đấy, cả nhà xem nào, đây, vào làm một kiểu ảnh đi chứ. Đây các chị vào đây làm kiểu ảnh nào, các chị nào. Đây các chị lên đây. Thôi sau đi chị ơi. Ngứa rồi. Ngứa luôn đấy chị ơi. Rồi chị đụng vào em thôi, đừng vào cây. Rồi nào. Đừng đụng vào cái cây này, em hở ra bị đụng. Rồi. Đây cả nhà, chị vào đây, lên đây. Đây, vào đây. Vào đây là vào đâu nữa. Rồi cả nhà đây, áp áo sẽ chụp ảnh cho các chị này. Đây. Rồi chị ơi, chị có vào không? Có vào
À, vào đây, vào đây, vào đây, rồi, đấy. Quá đẹp luôn. Rồi, rất thơ mộng luôn cả nhà. Đây, cả nhà, đây là cây đa có đường kính lớn nhất, nhất nhì ở trong này thì không biết, nhưng mà tí nữa mình sẽ trải nghiệm. Thế bây giờ A Báo sẽ chụp một kiểu ảnh với các chị đây. Rồi, yêu bên nào, một sai sai nào, yêu bên nào, yêu bên nào, lại nha. Đấy. Một, hai, ba nào. Và bây giờ A Báo sẽ quay lại cái video một tí. Rồi, cả nhà vẫy tay đi. Một sai nào, vẫy tay nào, vẫy tay nào, chào Hà Giang nào. Đấy, một cây đa có niên đại hàng trăm năm mà nó thơ mộng như này. Mà các chị là nhìn thấy cây là toát hết cả mồ hôi luôn. Đấy, mà đang mùa đông mà mồ hôi toát là cũng căng đấy. Đấy, rất thơ mộng rồi. Các chị cứ trải nghiệm đi, em đi sau em quay cho. Ui, lá rụng đẹp không? Quá đẹp luôn cả nhà. Đấy, lá đa rụng này. Đấy, thế chị lên đây để chỉ ngắm lá đa rụng thôi. Các chị lại thích đi ngắm lá đa. À. Đấy, một khung cảnh rất là thơ mộng, một khung cảnh rất là đẹp ở cao nguyên đá. Mà chỉ có Thiên Hương mới có đấy cả nhà. Quần thể cây đa này được là một trong những quần thể cây đa độc nhất vô nhị Đông Nam Á. À, chị đi đâu, đi lào đường sang bên này mà. Mình đang đi vào lại đi ra hay là vào đây là vào chốn Thiên Bồng rồi. Cả nhà, tí nữa các chị là bị lạc đường ở đây. Đây, A Báo và các chị là đang đi vào quần thể cây đa Thiên Hương đây. Với phong cảnh vừa độc lạ như thế này thì không biết là mọi người thì đã có ai được trải nghiệm chưa, nhưng mà với A Báo thì trong tương lai A Báo nghĩ là đây là một điểm trong tương lai A Báo nghĩ đây là một điểm check in nổi tiếng và những điểm để cho mọi người được tham quan trải nghiệm ở đây. Đây, quá đẹp luôn cả nhà. Đây, quá hùng vĩ, có cuốn nhỏ này. Các chị đâu rồi? Đấy. À, cả nhà thân mến, quần thể cây đa Thiên Hương có niên đại là hơn 500 năm. À, ở đây thì là khung cảnh là giáp biên giới Việt Trung. Hôm nay A Báo đưa các chị đi trải nghiệm ở đây để các chị biết được là những cây đa có niên đại nhiều năm như thế nào. Và cái khung cảnh ở bản làng xa xôi nơi biên cương, nơi biên ải của Tổ quốc là đẹp và hùng vĩ như thế nào. Đấy, rất đẹp luôn. Đúng rồi, đấy. Đi, nó chui ra từ ở trong rễ thân cây. Đấy, rất đẹp, rất thơ mộng luôn cả nhà. Đây, các chị đi trải nghiệm mà ngắm cây đa Thiên Hương như thế này thì không biết là tối về có ngủ được không? Có báo rồi, lái máy bay rồi sợ gì? Có báo lái máy bay rồi còn sợ gì nữa. Đây, A Báo lái máy bay đây. Đây, cả nhà nhá. Có bằng rồi nhá, yên tâm. Thỉnh thoảng rụng thôi. Đấy. À, các chị đấy, các mọi người đi đến đây để check in đi. Đấy, rất đẹp cả nhà. Đấy, mọi người cứ trải nghiệm đi đây. Những cây đa, những cái gốc cây đa cổ thụ mà to như thế này thì không biết là khi nào mình mới được như cây đa nhỉ. Đấy. Đây, các chị đang trải nghiệm này, chụp ảnh này, đấy, rất rất đẹp này, đấy, bao nhiêu ảnh đẹp là vào trong này hết này, đấy. À, chị áo đỏ, chị tên gì nhỉ? Chị Luận này, đúng không? À, còn chị Hiền, chị Hạnh, đấy, các chị này, hôm nay mặc quần xanh hết, đấy, quần xanh áo đỏ, đấy, rất là đẹp luôn. Cây đa này thì cũng là một trong những cây đa mà to nhất nhì ở đây. Ở phía bên này cũng thế. Đây. Em không biết là cây nào to nhất đâu chị ạ. Bởi vì cây nào cũng to. Mà em nghĩ là đấy, anh nhà Chính đi cùng mà toát hết cả mồ hôi này. Đây, mồ hôi lấm tấm ở trên trán này. Đấy, may quá cắt tóc rồi. Đấy.
Bên mọi người đi trải nghiệm lại sau mình đi Mã Pì Lèng nhỉ? Có vào không kịp. Em chưa biết được thì cứ đi đến đâu tính đến đấy. Bây giờ mấy giờ thì mình về thị trấn ăn? Vâng. Bây giờ ăn cũng không quan trọng mấy đâu. Đấy. Đấy, các chị bảo ăn muộn tí cũng được. Đấy, không lo. Đấy. Không phải ăn được, khít khí trời. Đấy. À, các em nhỏ đang lên nương này. Đấy. Đấy, rất yêu này. Đấy. Các em đi hái cỏ cho bò này. Đấy. Ở đây thì có các cái du khách đến check in chụp ảnh này. Đây, có thể nói đi một vòng này thì cây này là cây to nhất đấy. Đấy, cây to nhất. Cây đa to nhất. Đấy. Bạn đấy đang tự sướng này. Hai bạn đấy đang tự chụp cho nhau. Rồi đấy. Đấy. Đấy, hai bạn trẻ nhé, hai bạn trẻ mới cưới thôi nhưng bây giờ là đang đi trải nghiệm. Đấy. Đấy, rồi đây đang trải nghiệm này. Hai bạn trẻ là vừa cưới nhau xong bây giờ đi là tuần trăng mật nhờ. Đấy, tuần trăng mật. Bạn đi đây 2 năm rồi. Không, cưới 2 năm. À, cưới 2 năm rồi. À, đây đây. Bạn gái tên gì? Em tên Tiên. À, Tiên à? Ôi, Tiên ơi, Tiên đẹp như Tiên, Tiên thêm dấu huyền Tiên gửi cho anh. Đây, em tên Tiên nhá. Tiên ơi, thêm dấu huyền chưa? Dạ, chưa thêm được. À, rồi, khi nào mà thêm dấu huyền thì Tiên gửi cho anh nhá. Dạ. Rồi, đây, cô gái Tiên đi chụp ảnh cho người yêu. Đấy, người mình yêu đứng ở cây đa. Có sợ bị cô gái này bản mông nào bắt không? Đấy, anh chàng đẹp trai hot boy Hàn Sẻng này. Đấy, đẹp nhất Đông Nam Á đây. À quên, đẹp nhất Sài Gòn đây. Đấy, hai bạn đi trải nghiệm đây. Hai bạn thấy khung cảnh ở đây như thế nào? Không tả nói lên lời. À, không nói lên lời, nún nẫn luôn. Rồi, à Bảo, à đây bạn trai tên gì nhỉ? Mình tên Thiện. À, Thiện vào đây, tay check in một cái nào. Okay. Rồi, Thiện tên là... Thiện là con tên là vợ tên là Tiên, Thiện Tiên. Ôi giời ơi, 1, 2, 3 nào, yêu bên nào. Ôi, quay video mất rồi. Rồi, chào hai bạn nhé. Rồi. Đấy, có trên video. Tôi đi vui vẻ nhá. Rồi, cảm ơn. Không có tour nào đâu, đi chơi thôi. À, đi chơi. Ở đây tour là đi nhanh lắm. Ở trên này tour hay là tour, tour gọi là chết đấy. À, còn tour là đi nhanh. Tua là tua, giống như đang xem phim mà tua nhanh. Đấy, còn tua là chết. Đấy, mà là... Cái gì đấy? Mông à? Tiếng mông. Mông là tua. Bạn đấy bảo là báo tua nhanh, chết nhanh. Đấy. Nhanh về nhanh. Đấy, nhá, đây tiếng mông nhá. Đấy, cây đa rất to cả nhà này. Một khung cảnh. Quá hùng vĩ, quá... gọi là gì nhỉ? Không nói nên lời. Không, đúng rồi, không nói nên lời. Chị nói lại ấy. Không nói nên đời. Rồi, quá đẹp đúng không? Quá đẹp. Mà đúng ở đây rất là thích nhỉ? Ở đây khung cảnh ở đây cây đa thiên hương thì rất là linh thiêng. Đó cả nhà. Cây linh thiêng mà không khí trong lành. Không khí trong lành. Cây rất thích nhá. Đó, em nghĩ là chị lên ở đây là ở thiền đi. Ở thiền đúng không? Rồi. Cả nhà bây giờ áp áo cùng mọi người sẽ trải nghiệm đi ra Mã Pì Lèng cả nhà nhá. Rồi. Buổi sai. Bye bye mọi người nhá. Rồi. Hẹn gặp lại nhá. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát nhỉ. Ê, xuất phát. Đấy. Đấy mọi người đây này. À, đây là video mà Apao sẽ sang 2024 Apao sẽ cho lên YouTube, yên tâm cả nhà nhé. Đấy các bạn này cứ sở cho lên YouTube đang trốn đi chơi. Apao không khai là cái nó đi trốn đi chơi đâu. Hôm nay Apao không cho lên Facebook, không cho lên Zalo, cho lên Canada rồi. Bây giờ đi về phố huyện. À, sau đó sẽ di chuyển đi Mã Pì Lèng. Chào chị. Chào em. Chị ở đâu đến đây? Chị ở Hải Phòng em ơi. À, Hải Phòng không lòng vòng. Rồi. Hải Phòng là không lòng vòng nữa. Chị tên gì? Chị tên là Thủy. À, thế chị báo là thầy giáo của Di à? À, không, hôm nay em không vào dạy nhưng mà trước là em là thầy giáo, bây giờ em vẫn thế. Thế hả? À. Di bảo thầy báo dạy Di thổi kèn, thổi sáo. Vâng. Di thổi hay lắm. À, đấy, Di lúc nãy vừa gửi tới anh chị một bản sáo rất là hay. Ba bản.
ba bản luôn rồi. Đấy, Di bây giờ đang tập làm du lịch cả nhà nhá, yên tâm cả nhà nhá. Rồi, báo hướng dẫn rồi, đây đáng yêu lắm. Rồi, rồi. Ở đây đáng yêu. Rồi, con chị nhá, em là chị. Vâng, vâng, vâng. Rồi, mọi người đang trải nghiệm đi vào không gian ở trong quần thể cây đa thiên hương, nghe tiếng sáo của Di. Đấy, rất là vui vẻ luôn. Ở đây có các em nhỏ này. Đấy, là các em của Di với cả các bạn ở trong xóm. Trong bản. Rồi. À, rồi, cả nhà đây là món quà của chị Mai Hạnh. À, chị Mai Hạnh với cả nhà gửi tới cho Di này. Di là mang về cho bà nhá, cho bò. Cho bò đấy. Đây là bánh kẹo này, đây, bánh kẹo này. Đây, bánh kẹo rất ngon này cho các em rồi. Cho bò cho các em, cho các Mitumi Sai. Rồi con về nhá. Bây giờ thầy sẽ đưa các cô chú đi trải nghiệm Mã Pì Lèng. Thầy sẽ về thăm con sau nhá. Khi nào rỗi thầy mới vào dạy con được. Thầy dạo này đang bận nhá. Thông cảm cho thầy nhá. Rồi cả nhà A Báo thì hiện tại đang rất là bận, chưa đi vào dạy cho Di được. Đấy, tạm biệt Di nhá. Rồi, chào con, chào các con. Rồi. Rồi. Rồi, mua sai. Chào cả nhà. Mua sai sai lo sai sai. Mua sai sai lo sai sai. Hầu chứ, hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hồ chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống